Tiếp theo cái chương trình hội thảo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đào tạo để tìm hiểu về các cái, về hệ sinh thái của Cardano và chúng ta lập trình trên Cardano như thế nào. Các buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái Catalyst như là cách thức để chúng ta viết các dự án cũng như là làm sao để trở thành những người chấm các cái dự án trên Catalyst. Bắt đầu buổi hôm nay thì xin mời anh Tiến trình bày về cái nội dung về các hệ sinh thái Cardano. Xin mời anh. Anh Tiến có nghe rõ không ạ? Nghe tốt thể thông ơi, Tiến hy vọng là mọi người nghe Tiến nói được rõ và nhìn thấy cái màn hình Tiến đang chia sẻ đúng không? Vâng, đang nghe nhìn thấy màn hình của anh rồi. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thế thì buổi hôm trước thì chúng ta đã có một cái buổi rất là overview, rất là tổng quan về blockchain cũng như là nói sơ lược về Catalyst. Thế thì đây là những cái chúng ta sẽ ngồi trao đổi với nhau ở thứ bảy hàng tuần như thế này. Chúng ta sẽ còn có 3-4 buổi về sau nữa. Thì để phục vụ cho những cái buổi về sau này, như thầy Thông đã nói ấy, là chúng ta làm sao chúng ta viết được cái dự án, chúng ta chấm điểm được dự án. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem xét xem là trên cái nền tảng của Cardano ấy, hiện giờ đang có những cái gì, nó bao gồm những cái gì và đâu là những cái mảnh ghép còn thiếu mà chúng ta có thể làm tiếp được, hoặc là đâu là những cái hạ tầng đang có sẵn mà chúng ta phải tận dụng được. Chúng ta sẽ xác định được là chúng ta đang ở đâu và chúng ta tận dụng được cái nguồn lực gì để cho những cái dự án sau này của chúng ta, giả sử như là chúng ta có một ý tưởng, các thầy các cô có một ý tưởng, thì chúng ta thấy là cái ý tưởng của mình có bị chồng lấn với ai không, có bị có ai đã làm chưa, hoặc là cái ý tưởng của mình có thể tận dụng từ một phần nào đó ý tưởng của người khác được không, hay là đang tận dụng được cái hạ tầng hiện có được không. Đó thì cái trong buổi sáng này thì Tiến muốn chia sẻ mọi người về cái gọi là tổng quan về cái hệ sinh thái của Cardano, trên đó đang có những cái gì. Thì cái từ hệ sinh thái ở đây nó có thể là hơi nó hơi mới hoặc là nó hơi 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 chung chung, nhưng ta cứ hình dung như là một cái khu đô thị chẳng hạn. Thì khi mà đã xây xong một cái hạ tầng rồi, giống như là Vin xây xong một cái hạ tầng rồi, một cái khu như là Vin Ocean Park hoặc là Vin Smart City xây xong hạ tầng rồi, thì lúc đấy là cái lúc mà các ngành nghề, các dịch vụ khác vào đưa vào, ví dụ như là bệnh viện, trường học, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê bắt đầu đưa vào cho nó phát triển ở trong cái khu đó, thì đấy gọi là hệ sinh thái. Đó là hệ sinh thái. Thế mà mang lại cái cho đặc thù của khu đó thì người đó gọi là hệ sinh thái. Thì do cái hiểu nó ngắn gọn, cái hệ sinh thái là gì, là những cái dịch vụ, những cái sản phẩm mà có trong trên cái nền tảng đó. Đó. Thì đây là cái rất là đơn giản, nhưng mà thực ra thì cái từ hệ sinh thái nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn nữa về làm sao đấy để cho cái nền tảng của Cardano nó mang lại giá trị cho cuộc sống con người chúng ta nhiều hơn. Ở cái buổi trình bày hôm nay thì chúng ta sẽ có 5 phần chính. Phần 1 chúng ta sẽ đi tổng quan về Cardano. Phần thứ hai chúng ta nói sâu hơn về hệ sinh thái. Và đặc biệt là phần thứ ba ấy, thì sẽ phục vụ cho những thầy, những cô hoặc là những các bạn sinh viên mà muốn có những cái sản phẩm liên quan đến lập trình trên nền tảng của Cardano. Chúng ta sẽ biết là lập trình của Cardano như thế nào. Ở phần thứ tư thì chúng ta sẽ xem là có những công cụ gì hỗ trợ chúng ta khi nó lập trình, chúng ta tận dụng được cái gì, bởi vì chúng ta biết là trên thế giới internet ngày nay thì nó không biết là cái gì chúng ta phải là thiết kế lại nữa. Có một cái từ rất là nổi tiếng là vẽ lại cái bánh xe, thì chúng ta không phải vẽ lại bánh xe nữa, chúng ta sẽ tận dụng xem là cái hiện có là những cái gì, cái hạ tầng hiện có gồm những cái gì mà chúng ta phải là tận dụng lại được, đứng trên vai người khổng lồ chúng ta phải tận dụng lại được, chúng ta áp dụng được cái ứng dụng của chúng ta. Và cái phần số 5 là phần thực hành. Phần thực hành này sẽ chỉ cho mọi người thấy rằng là cái cách lập trình, cái việc chúng ta lập trình trên nền tảng Cardano ấy, đôi khi nó rất đơn giản, đôi khi nó không phức tạp như chúng ta nghĩ. Đó. Thì ở giữa phần số 3, số 4 chúng ta sẽ có cái mini game nó nhỏ để mọi người giải trí một chút ở cái phần số 3, giữa phần số 3 và số 4. Thì kiến thức
trong mini game sẽ được thực hiện ở sẽ lấy từ phần 1, phần 2 và phần 3. Nên là mọi người cứ các thầy các cô cùng các bạn sinh viên sẽ lưu tâm, chú ý xem là trong cái phần 1, phần 2, phần 3 chúng ta có những cái lý thuyết gì, là cái những từ ngữ gì hay là có những cái kỹ thuật gì chúng ta cần phải lưu ý để phục vụ cho cái mini game. Ok, sơ bộ là như vậy, sẽ bắt đầu luôn vào phần 1. Chúng ta sẽ nói về tổng quan về các nano. Thì, buổi thứ bảy tuần trước thì cũng nói sơ bộ về các nano là gì rồi. Thì hôm nay mình sẽ nhắc lại một chút ngắn gọn. Các nano là một cái nền tảng blockchain thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ ba. Và nó dùng một cái chế gọi là POS. Bình thường thì những nền tảng blockchain bình thường ấy, thì cái cơ chế đồng thuận nó gọi là Proof of Stake, gọi là POS. POS là Proof of Stake. Bitcoin thì chúng ta dùng là Proof of Work. Và Proof of Work thì mọi người biết rồi là nó rất tốn năng lượng, và tất nhiên là Proof of Work nó có cái điểm mạnh của nó là có tính security rất là tốt. Nhưng mà nó rất tốn năng lượng rất nhiều, và nó lại cái hai nhóm quyền lợi rất là rõ ràng nha, giữa người thợ đào và người sở hữu đồng tiền. Nhưng mà với Proof of Stake thì cái quyền lợi của người sở hữu ấy, đồng tiền, cái tốc quyền này với lại quyền lợi của người vận hành ấy, nó khá là gắn kết với nhau. Thế thì ở Cardano người ta phát triển thêm một chút nữa gọi là decentralized proof of stake, có là mang tính gọi là phi tập trung hơn. Đây là một cái từ khóa rồi. Nên là về Cardano, Cardano nó khác là decentralized proof of stake. Và Cardano ấy thì có một cái ambition, gọi là một cái tham vọng là gì, là làm sao đấy để cái thế giới tạo ra một cái nền tảng blockchain cho toàn thế giới này. Với Cardano thì họ không chỉ dừng lại ở một doanh nghiệp hay là một công ty nữa, mà họ sẽ chuẩn bị một cái hạ tầng rất là vững mạnh để cho cả thế giới này dùng. Có thể là chịu được những cái tải đến hàng tỷ người. Thì đấy là phần hôm qua mình cũng đã, phần trước mình đã nói rồi. Và người lập trình thì có thể là xây dựng những cái đĩa của riêng họ trên nền tảng của blockchain. Với Cardano thì chúng ta sẽ biết đến, nói với Cardano thì chúng ta biết đến một cái token rất là nổi token đầu tiên của Cardano, đấy là ADA. Hay là nói đến Bitcoin thì chúng ta biết đến đồng BTC. Nói đến Ethereum thì đúng là đồng ETH, thì Cardano là có đồng ADA. Cái đồng ADA này thì được Chuck Hawkinson cũng như là các đội ngũ ấy, thì họ đội ngũ thiết kế họ cũng tính rất là sâu xa. Tất cả những cái thông tin về những kỷ nguyên, về những tính năng trên nền tảng của Cardano nó đều có một ý nghĩa của nó. Và ADA thì được mang tên của một nhà toán học Anh. Đầy đủ của cô ấy là ADA Lushland. ADA Lushland lấy ADA là cái tốc Cardano. Nếu như chúng ta đi càng về sợ, nghiên cứu càng sâu về Cardano, chúng ta thấy là mỗi một cái tên của Cardano ấy, nó đều mang tên của một người nổi tiếng và đều có một cái ý nghĩa nhất định tại sao lại đặt cho cái tên đó. Thì muốn nói cái đấy bởi vì sao? Bởi vì là để phản ánh cái suy nghĩ thấu đáo cũng như là cái cách tư duy của những người nghĩ ra Cardano. Họ một cách, đấy là một cách họ biết ơn những người đi trước, biết ơn cho những nhà toán học hay là những vĩ nhân để họ đã mang lại cuộc sống ra ngày nay. Thì nó là một cái thông tin rất là hay để mọi người biết là nó đặt cái tiền đấy, chúng biết là có một ai đó đã cống hiến cuộc sống này. Sự hình thành của Cardano thì khá là đặc biệt. Chúng ta biết rằng là sau khi Bitcoin ra đời thì có Ethereum. Ethereum thì được tìm được gọi là lập bởi Vitalik Buterin cùng với một đội nhóm có 8 người. Cái này mọi người cả nhà các thầy các cô cùng có bạn sinh viên sẽ nhìn thấy 6 người ở đây. 208 người đó là Chuck Hawkinson. Hawkinson cũng là co-founder của Ethereum cùng với lại Vitalik Buterin. Nhưng mà sau này thì do một số cái mục khác nhau thì đến năm 2015 ấy, thì Chuck Hawkinson cùng một đồng chí nữa là Jeremy Wood từ Ethereum thành lập Cardano. Khi mà chúng ta đọc cái bài báo về Cardano thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đâu đó sẽ nói rằng là
Người thành lập ra Cardano ấy là co-founder của Ethereum, người cũng là người sáng lập Ethereum. Thì muốn nói cái này để mọi người sau này các thầy các cô các bạn sinh viên mà tìm hiểu sâu hơn về Cardano thì đôi chút về lịch sử của mọi người hiểu hơn. Đó là cái đội ngũ của những người thành lập Ethereum ấy, thì những người rất là nổi tiếng, trong đó có Jack Hawkinson, Vitalik Buterin, và có một người nữa ở đây mà rất nhiều anh em mọi người biết, đấy là Gavin Hood. Gavin Hood cũng là người là founder của Ethereum, là người đồng sáng lập ra Ethereum, và sau đó thì Gavin Hood cũng là người chia tay với Ethereum và lập ra Polkadot, và cũng là một nền tảng rất là nổi tiếng. Nếu như Cardano là nền tảng blockchain thế hệ thứ ba thì Polkadot cũng là một nền tảng tương tự như vậy, và Polkadot cũng có những đặc điểm. Những người đây là những nhân vật tiên phong trong cái nền tảng của blockchain, và những người gọi là đặt ra những viên gạch rất là nền móng của blockchain. Phải nói thế vì chúng ta thấy rằng là Cardano cũng là một trong nền tảng rất là vững mạnh và được thành lập bởi những người mà đã có kinh nghiệm rất là dày dặn trong cái nền tảng của blockchain. Cardano thành lập thì được vận hành bởi ba công ty chính, đó là Cardano, cái quỹ Cardano, Cardano Foundation. Hai là cái công ty về lập trình, chuyên về vận hành hệ thống mạng của Cardano gọi là Input Output. Cái này là công ty này được đặt Hồng Kông, nên là đôi khi mọi người sẽ nhìn thấy một cái từ gọi là Input Output Hồng Kông, hay viết tắt gọi là IOHK. Thì công ty này chuyên làm về lập trình, chuyên làm vào bảo vệ vận hành hệ thống phần mềm, mà sẽ làm ở là vai trò của Input Output. Còn khi mà ty ký hợp đồng thương mại với, hay ký hợp đồng đối tác với các đối tác khác ấy, thì công ty riêng gọi là Emigo nhận cái việc này. Thì cái mô hình của Cardano là như vậy, có ba công ty vận hành và ba công ty này có vai trò hoàn toàn khác nhau. Một trong những đặc thù mà thì cũng luôn phải nhắc lại mọi người một chút, muốn nói lại, chia sẻ với mọi người một chút là cái đặc thù của Cardano mà các nền tảng không có được đấy, là mọi tính năng của Cardano đều được đánh giá bởi học thuật, hay cái từ gọi là peer review. Peer review có nghĩa là khi một cái tính năng nào đó trên nền tảng của Cardano mà được mang vào triển khai thực tế, ví dụ như là Hydra chẳng hạn, là một cái tính năng về làm sao đấy để mở rộng cái mạng lưới của blockchain ra, thì trước khi mà người ta triển khai cái đó thì cái tính năng đó phải được đưa vào các trường đại học để phân tích xem là cái tính học thuật như vậy nó có đúng đắn hay không, nó có mang tính thực tế hay không, thì cái đấy nó gọi là peer review. Nếu như mọi người có vào trang web của ohk.io ấy, thì là thực tế là trên này có 131 cái paper hay là 131 cái tài liệu minh chứng về cái từ review của Cardano, đã chứng minh được 131 cái bài báo để nói về các tính năng trên nền tảng của Cardano rồi. Thì đây là một trong lý do tôi nghĩ là nó cũng rất là phù hợp khi mà chọn Cardano cho giới học thuật chúng ta, đặc biệt là những thầy cô, những các giảng viên mà đang làm về trong lĩnh vực giáo dục, cũng như là các bạn sinh viên, để nói ra là nó có những cái tương đồng với lại cái môi trường đào tạo của chúng ta. Sơ lược về Cardano ấy thì đây là những cái thông tin khá là sơ lược so sánh giữa Cardano và Ethereum, một nền tảng blockchain thứ hai. Đây thì có một vài từ mà tôi muốn highlight, muốn làm nhấn mạnh. Cơ chế đồng thuận của Cardano là stake, từ là delegate proof of stake của mình. Còn Ethereum đến thời điểm hiện tại thì vẫn cứ là work, có nghĩa là đồng thuận dựa trên bằng chứng công việc. Và đây là một cái điểm rất là hay mà khi chúng ta nghiên cứu blockchain chúng ta sẽ thấy một cái sự tranh cãi rất là lớn, là gì, là proof of stake và proof of work, cái gì là cái mà tốt hơn. Thì bây giờ mình chưa nói chuyện tốt hơn, nhưng mà mình thấy một cái xu hướng là thế này. Ngay cả một cái nền tảng blockchain rất là bận rộn, rất là nổi tiếng như là Ethereum, thì họ đang có xu hướng chuyển sang proof of stake. Và Vitalik đã đội nhóm rất nhiều cái cải tiến, rất nhiều cái cải tiến với tắt gọi từ là Ethereum improvement,
nó gọi là EIP. Thì trong những cải tiến đó ấy, thì Vitalik cũng muốn đưa cái nền tảng blockchain của mình, đưa cái nền tảng của Ethereum từ Proof of Work sang chạy cái nền tảng Proof of Stake. Thì để thấy rằng là cái xu hướng Proof of Stake sau này nó là những cái xu hướng của tương lai. Đó là một cái thông tin rất là bản thân như là Vitalik cũng các đội nhóm ấy, đã phải hết sức nỗ lực để đưa cái nền tảng của mình từ Proof of Work sang Proof of Stake, và cái này đã kéo dài hơn 2 năm nay rồi mà bây giờ vẫn chưa xong. Đấy là một thông tin mà khi chúng ta nghiên cứu về nền tảng nó sẽ thấy. Và cái thứ hai chúng ta nhấn mạnh là gì, là cái ngôn ngữ lập trình của Ethereum rất là nổi tiếng, Solidity. Ở đây thì ai cũng biết Solidity, cái từ khóa này rất nhiều biết. Solidity thì đến thời điểm này ấy, mà nói là Solidity gần như nói đến ngôn ngữ lập trình blockchain thì là người ta nói đến Solidity. Nói đến Solidity, nói đến lập trình blockchain thì hỏi biết lập trình blockchain không thì tương đồng với một cái thuật ngữ. Ở đây 89% con số cụ thể thì không có, nhưng mà người ta hiểu đấy là tôi biết lập trình Solidity hay không. Thế thì Cardano làm hơi khác một Cardano thì lập trình đó và dưới thứ tự đấy là Haskell. Thì ở cái buổi hôm thứ bảy vừa rồi tôi cũng nói Haskell là một ngữ rất là an toàn, một ngữ là nó cũng có về mặt security của lập trình ấy, nó cũng tính rất nhiều cái giải pháp khác nhau rồi. Tất nhiên là cái sự chặt chẽ của Haskell nó sẽ làm cho người lập trình khó khăn hơn, nhưng mà làm cho những cái hợp đồng thông minh ấy, hợp đồng về tài chính nó an toàn hơn. Mà cái đó thì chúng ta khó để Solidity. Tuy nhiên thì nó khó khăn hơn như vậy thì nó cũng cần thời gian để phát triển những đội nhóm, những người có khả năng lập trình trên Haskell hay là Plutus. Ở cái phần số 4 ấy, khi mà slide nói về phần công cụ thì chúng ta sẽ thấy là đôi khi không nhất thiết chúng ta phải cần những người biết lập trình về Plutus hay Haskell, không cần thiết phải làm đến Plutus hay Haskell. Chúng ta sẽ đứng trên vai người khổng lồ, đứng trên những công cụ sẵn có mà chúng ta làm giải quyết bài toán của chúng ta. Chúng ta lại một chút, cái slide phía sau sẽ nói về nó. Với Cardano thì có một vài thông tin nữa. Ví dụ như chúng ta thấy là Cardano ấy thì tổng nguồn cung, tổng số đồng ADA mạng Cardano là 45 tỷ đồng, 5 tỷ token. Thời điểm hiện tại khi làm slide này là tuần trước, chúng ta đang nhìn thấy có 34 tỷ token đang chạy. Đã được sinh ra. Như vậy chúng ta còn thiếu cỡ khoảng 11 tỷ nữa. Khoảng 11 tỷ nữa túc ADA sẽ được tạo ra trên mạng lưới này. Và đấy cũng là cái lý do tại sao mà hôm trước nói là chúng ta nó sinh ra từ đâu? Sinh ra một phần đấy, là sinh ra từ cái phần là 11 tỷ cái đồng ADA này. Ví dụ vào cái quỹ chúng ta giúp cho cái việc chúng ta nộp dự án ấy, cái quỹ để phát triển dự án sau này, hay là quỹ phát triển những người chấm điểm dự án sau này, thì nó dự kiến rằng là cái 11 tỷ này ấy, mất khoảng 7 đến 8 năm bao giờ khai thác hết. Và khi mà 7 đến 8 năm này khai thác hết rồi ấy, thì cũng là cái lúc mà cái nền tảng, cái hệ sinh thái của Cardano bắt đầu rất là bận rộn, rất là đông đủ và rất là trọn vẹn. Và khi trọn vẹn như vậy rồi ấy, thì cái phí giao dịch ấy, nó lại tăng lên, và cái quỹ của Cardano nó vẫn đảm bảo. Vì sao? Bây giờ là phần lớn cái quỹ đó được sinh ra từ cái nguồn cung này, phát triển nguồn cung này. Sau này cái giao dịch sinh thái nó càng ngày càng đông thì cái phí mà thu từ cái phần hệ sinh thái ấy, nó lại cao lên, và cái phí đó nó lại quay trở lại bù đắp cho cái phần phần vốn để cấp cho những cái dự án của chúng ta. Thì nói đến đây phải nhấn mạnh điểm này, vì sao chúng ta biết rằng là cái người thiết kế ra Cardano họ tính chuyện này trước rồi. Và họ biết là họ cần những cái đó để cho cái việc là phát triển một cái hệ sinh thái của Cardano nó, người ta cần đi những cái bước đi như thế nào, và họ đã dự kiến chuyện đó để đảm bảo cái hệ nó có đủ cái thời gian để phát triển, nó có đủ cái tài chính để phát triển được. Rất nhiều anh chị em hỏi là tại sao mà ở phân 8, ở phân 7 chúng ta có tới, ở phân 7 chúng ta có 8 triệu đô để cấp vốn cho các dự án, phân 8 chúng ta có 16 triệu đô để phát triển không các dự án trên nền tảng Catalyst. Cái tiền đấy lấy đâu ra? Rất nhiều anh chị em có hỏi thì là tiền đấy lấy đâu ra, có phải tôi đang tham gia một cái game chơi tài chính gì đấy không? Thì tôi nói rằng là không,
cái đó là cái nằm trong cái sự tính toán của Cardano. Và Cardano cũng dành hẳn một cái phần quỹ đó để phát triển cái ecosystem, cái hệ sinh thái của Cardano. Và cái nguồn tiền đấy, các bạn có nghĩ chỉ thứ cho mọi người dùng là nó nằm trong cái cơ cấu của Cardano rồi, nằm trong cái khoản một tỷ ADA này rồi. Và cái phần phí giao dịch thì khi 1 tỷ mà có hết thì nó sẽ cái phần phí giao dịch sẽ tăng lên để bù đắp lại phần đó. Đấy là cái đặc thù của Cardano. Đặc thù thứ hai của Cardano đó là gì? Mặc dù chúng ta có tới 34 tỷ ADA đã được sinh ra, thì hiện giờ nhá, cái điểm làm slide này tuần trước ta có 72,9% số đồng ADA đang đưa vào staking, đang đưa vào vận hành các pool. 72,4% này nó tương đương khoảng 23 tỷ ADA đang nằm trong các pool, các pool để đóng gói, bởi vì chúng ta là nền tảng của Cardano là Depot Distributed Proof of Stake, nên là nó cần mọi người phải ủy thác những cái đồng ADA của ta vào để sinh ra cái giao dịch, để đóng được cái giao dịch đó. Thì muốn nói là gì, là cái cộng đồng của những con số này nó phản ánh cái gì? Ánh là mọi người trong cái cộng đồng Cardano họ rất là chung tay xây dựng cái hệ thống của Cardano, là những người mà họ thấy rằng là họ cũng muốn tham gia vận hành cái nền tảng của Cardano. Hiện nay thì số lượng pool của Cardano còn là cái một cái bản đồ trên trang của chúng ta sẽ thấy rằng là số lượng pool của Cardano phủ hầu hết các nơi trên thế giới, hết nằm nhiều ở châu Âu, ở Mỹ, có thể có Việt Nam, có Nhật Bản, có New Zealand này. Cái mic của anh Tiến có vẻ nghe bắt nó không rõ lắm, sao anh Tiến? À thế à? Nghe rõ hơn chưa hả? Thông rồi. Anh phải để gần gần một tí, mấy nó kiểu nó bỏ lắm. Bây giờ tốt hơn chưa? Sorry mọi người, có thể là cái mic nó hơi đổi, mic này nó hơi khá hơn chưa Thông rồi? Vâng, anh phải để gần gần thì khá hơn. Ok, anh sẽ để như này. Khi mà nói đến Cardano thì có hai cái ví chính là ví Delos và ví Oroi. Đây là những cái ví mà chúng ta sẽ, nó sẽ chứa cái gì? Chút nữa thì sẽ nói về cái ví trên nền tảng của blockchain. Mọi người thì cứ nghĩ là cái ví ấy, nó là cái nơi mà chứa tiền của chúng ta, nhưng không hẳn như vậy. Cái ví ấy thì với ví của blockchain nhé, nó khác với ví của chúng ta trên sàn điện tử, nó khác cái ví của chúng ta trên sàn Binance. Cái ví trên sàn Binance ấy thì nó là một cái thông tin nó đăng nhập vào Binance, nó giống như cái tài khoản ngân hàng của chúng ta thôi, không có gì khác cả. Cái ví trên Binance nó không khác gì cái tài khoản trên ngân hàng. Cái số tiền của nó có trên Binance ấy, nó không khác gì số tiền nó có trên tài khoản ngân hàng, nó chỉ là những con số thôi, không phải tiền thật. Đó, nó không đồng tiền thật. Đó, nó khác như vậy. Thì với cái ví của trên nền tảng Cardano ấy, nó cũng không chứa tiền trên đó, nó không chứa ADA trên đó, nó không chứa cái token gì đó trên đó. Nó chứa cái gì? Ví ấy, nó chứa một cái bộ, nó chứa cái khóa, nó chứa một cái gọi là private key, cái khóa. Mà cái khóa là làm gì? Cái slide về sau tôi sẽ nói cái khóa đấy để mở, có thể là mở được những cái, decode được những cái giao dịch trên nền tảng blockchain để nó biết là cái giao dịch đó, cái số dư của giao dịch đó nó thuộc về ai. Đó, nên là cái khóa này rất là quan trọng. Cái ví chúng ta nó chỉ chứa cái khóa thôi. Nó chỉ chứa cái khóa thôi, và chúng ta giữ cái ví đấy làm sao thật là an toàn. Thì với nền tảng của Cardano thì có hai cái ví chính, đó là ví Delos và ví Oroi. Với ví Delos ấy, thì nó cản rất là nặng, nó rất là lâu, và nó phụ trợ, nó dùng chính cho anh em luôn. Còn ví Oroi rất là nhẹ, nó cản mất khoảng 5 phút là xong, chúng ta có một cái ví thôi, có thể nhận ADA được rồi. Đó, ví này để cho những người không chuyên lập trình sử dụng cái ví này. Thì với nền tảng blockchain bình thường ấy, thì cái thực, khi nói đến blockchain ấy, thì chúng ta phải biết về khái niệm về ví. Bởi vì sau này các bạn có lập trình, các thầy các cô hoặc là các bạn sinh viên có lập trình ấy, thì chúng ta phải va chạm vào khái niệm ví rất là nhiều. Thì chút nữa sẽ nói demo trong cả nhà mình thấy một vài cái ví dụ về liên quan đến ví.
Ok, đấy là những cái slide nó rất là ngắn gọn về về Cardano, thì hy vọng là cung cấp đủ thông tin cho các thầy các cô các bạn về sơ bộ Cardano. Nếu như các thầy các cô mà cảm thấy thiếu một cái thông tin gì đó thì trên cái nhóm chat sẽ có mọi người sẽ chia sẻ, hoặc Tiến sẽ trả lời mọi người trên cái nhóm chat đó. Tiến sẽ cùng mọi người tìm hiểu thông tin trên nhóm chat đó. Thì nếu như mọi người cần thêm thông tin sâu hơn về cái nền tảng của blockchain Cardano thì Tiến sẽ cùng tìm hiểu mọi người trên cái nhóm chat đó. Cái phần thứ hai mà muốn chia sẻ với lại các thầy các cô đó là hệ sinh thái của Cardano. Như Tiến nói là khi mà Cardano là nền tảng rồi, nó là một cái khu như là một cái khu phức hợp rồi, một cái khu như là như Tiến nói rất là đơn giản để mọi người dễ hình dung, giống như là Vinhome VinFastSize, hay là giống như là khu một khu Eco Park, hay là một cái khu như là Vincom Smart City chẳng hạn. Thì sau khi xây xong hạ tầng đấy rồi đấy, hạ tầng xây xong rồi, đường kết nối rồi, thì bắt đầu sẽ có những cái dịch vụ, những cái sản phẩm đưa vào trên đó. Thì những cái sản phẩm dịch vụ đấy nó gọi là hệ sinh thái. Ví dụ như là bệnh viện, trường học, hay là y tế, hay là cửa hàng, hay là trung tâm vui chơi giải trí, hay là những chỗ chăm sóc sức khỏe, hay là những chỗ về luyện tập thể dục thể thao này. Thì đấy gọi là hệ sinh thái. Nên gọi là hệ sinh thái. Thì chúng ta cùng xem là Cardano là một cái nền tảng không rồi, thì hệ sinh thái gồm những gì ở sau đây. Mô hình nhìn cũng rất là, cái màn hình này rất là rối để chúng ta nhìn thấy là rất là đông đảo. Nhưng mà để gỡ rối thì mọi người có thể nhìn sâu hơn một chút, vì trong mỗi một cái module như thế này đều có một cái mục khác hạng. Ví dụ như thấy là đến nhóm này, có thể là mục lending and borrowing. Lending and borrowing nghĩa là gì? Cho vay và đi vay. Thì trước khi nói về lending and borrowing thì thấy mọi người một lượt trước đây nhé. Mình giải thích sẽ thấy là cái hạng mục này nó ý nghĩa như thế nào. Tạo một cái stable, tạo một cái ổn định này, về cho vay này, về phái sinh này, về sản phẩm. Từ ở đây thì bất cứ một nền tảng blockchain nào hay một cái nền tảng nào ra nữa thì cái việc đầu tiên người ta làm dùng nó sinh ra thì nó sẽ tính đến chuyện là phải làm về tài chính trước, về mua bán, về tài chính trước. Ví dụ như là các bạn sinh ra một cái nền tảng, một cái hệ thống của một quốc gia cũng như vậy, thì cái nền tảng tài chính nó rất là quan trọng, là để giúp mọi người trao đổi cái giá trị của các tài sản với nhau. Thì cái việc trao đổi đó ấy, nó nếu mà trên ngân hàng chúng ta có những nghiệp vụ vay và đi vay, thì trên nền tảng blockchain nó cũng có lên trên Envoy chọn cho vay và đi vay, có những đồng tiền ổn định để mọi người neo cái giá của mình vào, gọi là stablecoin, neo giá của mình vào. Tức là chúng ta có đồng, chúng ta cảm thấy là những đồng tiền vững mạnh của trên thế giới bây giờ, chúng ta có đồng đô hay là đồng rút Nga hoặc đồng của Trung Quốc chẳng hạn, thì cái nền tảng Cardano nó cũng những cái đồng tiền khi mà đi sâu vào những đồng tiền thì có những đồng tiền nó được bảo lãnh bởi tài sản, như là bảo lãnh bằng 9 đồng đô, hoặc là những đồng được bảo lãnh bằng vàng thì tuy nhiên có, nhưng mà bằng đồng đô thì có rồi, hoặc là được bảo lãnh bằng chính cái thuật toán bên dưới đấy. Nếu như các thầy các cô quan tâm đến việc là dùng thuật toán như thế nào để bảo lãnh được đồng tiền, để đảm bảo cái giá của đồng tiền như thế nào ạ, chúng ta sẽ nghiên cứu ở lĩnh vực của stablecoin, còn cái phần rất là thú vị để mọi người nghiên cứu ở đây. Hay là cái phần về oracle là gì? Khi mà chúng ta trên nền tảng blockchain chúng ta ấy, nó khá xa với đời thực, nó không thông tin đời thực nữa. Thì để mang cái thông tin đời thực vào nền tảng blockchain thì cần là Oracle nó gần như là một kênh cung cấp thông tin đời thực vào blockchain. Ví dụ nếu như chúng ta có lập trình ra một cái ứng dụng về, có thể là về cá cược chẳng hạn, tỷ số bóng đá đi, cho nó mọi người dễ hình dung, tỷ số bóng đá chẳng hạn. Thế thì cái gì là cái thông tin mà đơn vị nào là đơn vị cung cấp thông tin của cái trận đấu bóng đá nên vào cái nền tảng blockchain? Nó cần một cái đơn vị cung cấp thông tin rất là chính xác, và cái đơn vị cung cấp thông tin đấy để nó cung cấp vào trong smart contract nó hoạt động được, thì đơn vị đó gọi là oracle. Cái nguồn cung cấp thực từ đời thực vào nền tảng blockchain ấy, gọi là oracle.
thì hiện nay có rất nhiều cái nền tảng rất là phổ biến, rất nổi tiếng, như trên link API là những nền tảng rất là nổi tiếng cung cấp cái thông tin về thực lên nền tảng của blockchain, không riêng gì cho Cardano nhé, cho rất nhiều nền tảng khác, rất nhiều nền tảng khác, họ chỉ làm một dịch vụ cung cấp thông tin về thực để cho các hợp đồng smart contract chạy được thôi. Ngoài ra thì chúng ta thấy có những nhóm như là nhóm sàn DEX và những cái nhóm mà sàn mua bán ấy. Nếu chúng ta biết đến sàn của Binance là sàn gọi là centralized chain, sàn tập trung, gọi là chữ D và chữ C thì gọi là sàn centralized chain. Thì với nền tảng blockchain thì có một cái sàn gọi là sàn DEX gọi là decentralized chain, là những danh sách những decentralized nổi tiếng trên nền tảng của Cardano. Nếu như chúng ta muốn các thầy các cô có những cái ứng dụng hay là có những muốn đưa những token mà chúng ta muốn để các token có thể mua bán được trên các sàn phi tập trung thì đây là cái nhóm mà sau này chúng ta phải cân nhắc. Chúng ta sẽ đưa lên cái sàn nào ở đây, nhóm này, mọi người nhóm này, em biết đồng của chúng ta là cái sàn này như thế nào để có thể giúp mọi người mua bán nhau được dễ hơn. Trong cái sàn này thì nó có một cái nhân vật, có một cái rất là nổi tiếng là MinSwap. Đấy chắc là những ai đó quan tâm đến blockchain sẽ biết MinSwap là một cái sàn phi tập trung rất là nổi tiếng và đến từ Việt Nam. MinSwap này là được do các bạn Việt Nam rất là trẻ, các bạn 9X của một nhóm các bạn của FPT đứng ra lập ra và một bạn một vài người cùng lập ra. Và tôi nữa sẽ nói xong về cái phần swap này rất là thú vị. Thực ra thì những phần này thì còn có gì liên quan đến phần ví vừa nói, ví đây có Euroi, ví Dagos của Cardano. Ngoài ra thì có những ví là Namiui rất là nổi tiếng. Thì khi mà chúng ta muốn cái ứng dụng chúng ta kết nối được những ví này rồi, chúng ta phải tập trung vào cái nhóm này. Đi sâu hơn nữa thì nó còn có về làm về thanh toán, những đơn vị làm thanh toán với lại những hạ tầng truyền thống nhỉ? Thì nó có tập trung đây, ví dụ là muốn thích cái thẻ, dịch vụ thẻ hay tương thích với việc là thanh toán bằng đồng đồng tiền fiat fiat này, một nhóm này với những dịch vụ về truyền hình, dịch vụ về viễn thông thông qua cái nhóm này. Để cái nhóm này nó ở những gì nè, cái nhóm này. Thực ra thì còn một cái nhóm rất là đông đảo là NFT, NFT gaming. Thì bạn nào hay những ai mà quan tâm đến gì về game, làm về NFT, năm cái bộ tiêu này, một nhóm này. Thì đấy là cái sơ bộ cái gọi là sinh thái của Cardano, từ những cái rất là căn bản như là cho vay bảo lãnh rồi phí phái sinh, sau đó thì đến những sàn đấy, những cái sàn thanh toán, sau đó thì đến những cái đơn vị cung cấp thông tin về thực nào vào smart contract, và có những cái nhóm kết nối với những cổng thanh toán ở đây. Cái hình này ấy, là do một cái nhóm gọi là nhóm cắt đa niền, là nếu cái slide này thì chia sẻ lại với các thầy các cô của các bạn sinh viên, thì khi mà muốn tìm hiểu sâu hơn từng cái mảng này, những nhân vật trong cái nhóm này làm thế nào, có để một cái link ở đây, link này ra cái sàn này, sàn này là Cardano Crew, em mọi người có thể search được không ạ, search được số đó thì MinSwap là cái gì, website của MinSwap là ở đâu, website ở đâu, web để mọi người biết ngay. Thì cái trang Cardano Crew này nó cung cấp chúng ta cái công cụ, họ cũng chia nhóm như vậy, cái nhóm sàn đấy ở đây này, cái nhóm ví ở đây này, chia nhóm về hạ tầng ở đây này.
thì cái trang này nó có tính tương tác được tốt hơn. Còn cái hình kia chỉ là cái hình thôi, mọi người không có thông tin chuyên sâu ở đó. Đây, slide tiếp theo. Cái slide mà thì muốn nó là một cái nguồn động lực rất lớn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, nói về một cái sàn rất là trẻ, là sàn MinSwap của Việt Nam. Lưu ý với thầy các cô và các bạn sinh viên một chút là thông tin này mang tính tham khảo, nó không phải là lời khuyên mang về tài chính nhé. Cái này để nói là gì, là một cộng đồng trẻ, những bạn sinh viên của những thế hệ Philip của Việt Nam chúng ta có thể lập trình ra những cái nền tảng blockchain sánh vai với những nền tảng lớn của, như là SandelSwap hay là MuliSwap. Cái số liệu nó thấy là gì, sau khi đưa vào hoạt động chính thức một DL, tôi sẽ giải thích một DL, số tiền đổ vào nền tảng MuliSwap tăng hơn rất nhiều so với SandelSwap, MuliSwap. Mình thấy con số ở đây là 187 triệu, trong khi đó SandelSwap khoảng 11 triệu, MuliSwap chỉ 6 triệu thôi. Thì MuliSwap chúng ta đã thu hút được số lượng đông đảo như thế nào, thì đây là một cái minh chứng như thế này, cái cộng đồng Việt Nam chúng ta rất nhiều người giỏi. Và tôi cũng hy vọng là trong phòng Zoom ngày mai đây, tôi cũng muốn trẻ chúng ta là những người mà họ có thể làm được thành tích như thế này. Cái công thức hóa với lại cái sàn đấy gọi là total value lock, những cái value lock và cái chữ này là một cái khi mà chúng ta nhận định một cái sàn đấy nào đấy nó tốt hay là nó đông đảo người dùng hay không. Total value lock nó là cái gì? Khi mà cái khác của cái sàn phi tập trung với sàn tập trung ấy, là sàn tập trung thì chúng ta gửi cái tiền chúng ta vào cái sàn đó, như là Binance là tiền chúng ta để hết trên Binance. Khi mà Binance có vấn đề gì tăng nữa ấy, thì chúng ta có nguy cơ là ảnh hưởng tài chính tiền của chúng ta trên đó. Nhưng với sàn phi tập trung ấy, thì chúng ta không phải bỏ hết tiền ra vào cái đó. Tiền vẫn ở ví chúng ta, tiền vẫn ở trên, nó nằm trên, thông qua cái ví của chúng ta. Tiền vẫn thông qua cái ví của chúng ta, nhìn nó vào ví nó sẽ thấy tiền của chúng ta. Cái việc mà chúng ta mua bán cái sàn phi tập trung ấy, là kết nối cái ví của chúng ta và đưa cái số tiền của chúng ta vào cái hợp đồng smart contract của cái sàn đó. Cái total value lock này nó phản ánh là số tiền có trên những cái smart contract của cái sàn đó. Thì cái sàn đó nó càng bận rộn, nó càng đông người dùng thì cái số lượng tiền trong smart contract của họ càng nhiều, càng nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là với sàn cái tập trung ấy thì cái smart contract nó sẽ đứng ra nó hoạt động mọi thứ, làm mọi việc. Cái hợp đồng thông minh nó sẽ đứng ra làm mọi việc cho nó. Nghe đếm ngay là cái số tiền cái hợp đồng thông minh nó có bao nhiêu, và việc đếm đấy nó phản ánh được mà cái sàn đó sàn đông người dùng hay không. Cái này không riêng gì trên nền tảng Cardano mà tất cả các nền tảng khác ta dùng từ value lock. Lock đây là cái gì, nó bị khóa bởi hợp đồng thông minh, khóa bởi hợp đồng thông minh. Ok, thì đó là cái slide nói về số lượng về hệ sinh thái trên nền tảng của Cardano, và muốn chia sẻ với các thầy các cô cùng các bạn sinh viên một cái ứng cử viên rất là sáng giá của Việt Nam chúng ta đã làm được thành tích rất, mà chúng ta nghĩ rằng là đấy là một cái động lực rất lớn cho chính chúng ta để biết đây là chung tay viết lên những cái thành tích tiếp theo sau này. Thì một trong những phần thì muốn nói giới thiệu mọi người nữa là trong cái hệ sinh thái, để cái hệ sinh thái Cardano đông đảo bây giờ thì chúng ta có được là nhờ một phần gọi là Catalyst. Catalyst là cái nơi mà phải nói rất rõ là gì, đây là những là kinh nghiệm mà nó đến từ cộng đồng,
và nó làm sự cạnh, nó giúp cho cộng đồng chúng ta đưa ra những ý tưởng sáng tạo, và những ý tưởng sáng tạo đấy sẽ mang đến ảnh hưởng của đời thật. Thì ngôn từ nghe ở đây thì rất là chung chung, nó rất là chung chung, đôi khi ảnh hưởng của đời thật nghe rất là khó hiểu. Nhưng với Catalyst hiện nay mình có thể thấy là gì? Nó là cái nơi mà mọi người có thể đưa ra ý tưởng của mình, viết cái ý tưởng chúng ta thành những cái dự án và nộp cái dự án ấy lên nền tảng Catalyst. Sau đó cộng đồng sẽ chấm điểm cái dự án đó, những người trong cộng đồng cũng sẽ chấm điểm trong cái dự án đó chúng ta. Thì khi chấm điểm xong rồi thì sẽ có người bỏ phiếu cho chúng ta. Khi được bỏ phiếu xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ được cấp vốn để thực thi cái ý tưởng đó. Đây cũng là một cái động lực mà để Tiến chia sẻ với mọi người. Tiến biết rằng là trong cái cùng đội nhóm cũng biết rằng là ở môi trường sinh viên, môi trường giáo dục, chúng ta có rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái ý tưởng sáng tạo này của chúng ta nó có ở đâu đó, nó phải mang lên được Catalyst hay không. Chúng ta viết cái ý tưởng chúng ta thành những cái dự án và chúng ta nộp lên Catalyst để những cái ý tưởng nó được cấp vốn, những cái dự án nó được cấp vốn. Và thay vì nó phải đi gõ cửa từng những đơn vị tài trợ như ở những cái Shark Tank, thì chúng ta ở đây là cái mô hình như là kêu gọi cái vốn từ Catalyst luôn, để chúng ta có kinh phí để mà triển khai cái dự án này. Ngoài ra thì với Catalyst chúng ta còn có cái cơ hội để trở thành những người chấm điểm cho dự án. Chúng ta khi nó không có ý tưởng, khi nó phải là những người chấm điểm, chúng ta là những người mà có kiến thức, nếu mà xem cái dự án của người ta nộp lên đó nó cần cải thiện những điểm gì, chúng ta vào đó nó bình luận là cái dự án góc này cần phải cải thiện đoạn này, hay là cần cải thiện đoạn kia để nó tốt hơn, thì chúng ta cho chấm điểm. Và khi chấm điểm, chúng ta chấm điểm tốt như vậy, chúng ta sẽ được trả một cái khoản tiền nhất định. Và con số cũng rất là thú vị, thì chúng ta được biết rằng là con số ở fan 7, một cái bài chấm như vậy ở mức độ gọi là, nó có hai mức độ good và mức độ excellent. Mức độ good thì mọi người thấy được khoảng $40 trên một bài chấm. Còn khi chúng ta chấm rất tốt, có những cái đóng góp giá trị, thì chúng ta được khoảng $120 một bài chấm. Và ở fan 8 này thì con fan 8 là bắt đầu diễn ra từ ngày chiều nay. Thì những người CA này được trả có thể tới là $160 cho một bài chấm good, một bài chấm excellent. Bài chấm excellent, bài good nó khoảng hơn $50. Thì đó, con số đó cũng rất là thú vị để chúng ta có thể là mang chính những hiểu biết của chúng ta, những cái kinh nghiệm của chúng ta để giúp những cái dự án triển khai thành công. Và cái việc giúp đó ấy, sẽ được ghi nhận bằng những cái phần thưởng, bằng những cái reward, những cái phần thưởng rất là thú vị từ Cardano. Thì đây là cái quỹ của Cardano, thì trung bình cứ 5 ngày một epoch, một thuật ngữ là epoch, năm ngày nó khoảng 8 triệu ADA. Với giá của ADA nó tăng hay nó giảm, nhưng mà hiện nay giá hôm nay giá ADA khoảng $1.1, thì lúc này khoảng 7-8 triệu đô đổi quỹ đó. Thì sau phân 8 thì chúng ta chi hết khoảng 16 triệu đô là chỉ có 2 ngày là thưởng, 3 epoch là thưởng, tương ứng với 15 ngày, tương ứng với 15 ngày là thưởng. Và cái hình này ấy, mô tả nó thấy rằng là ở phân 7 cái chốt số liệu cuối tháng 2 ta có thấy là 200 cái phân 7, ở phân 7 thì tổng số tiền là $1 cho phân 7. Ở phân 7 thì có 269 dự án đặt vốn. Việt Nam chúng ta, cộng đồng Việt Nam ta ở phân 7 thì có 19 dự án nộp, và chúng ta có 10 dự án đặt cấp vốn. Tổng số tiền cho dự án cấp vốn của cộng đồng Việt Nam mình ở phân 7 lên tới hơn 3 tỷ tiền Việt. Nghĩa là 3.1 tỷ thì phải. Khoảng 151.000 đô trong 10 dự án. Ở phân 8, số rất là thú vị. Hy vọng mọi người đang nhìn thấy cái hình tròn này đúng không? Hình tròn này nó phân 8 chiếm một nửa luôn. Một nửa luôn. Phân 7 nó chỉ chiếm một phần. Các phân từ 2, 3, 4, 5, 6.
phân 8 chiếm 1/4, để nói này là hàng ngày cấp vốn cho dự án càng ngày càng tăng và cơ hội chúng ta càng ngày càng nhiều, cơ hội cho những người viết dự án, những người chấm điểm dự án ngày càng nhiều. Đó. Nếu như ở này chúng ta thấy rất là ít tiền, phân 7 là 8 triệu, 8 đến 16 triệu. Được mà sau này phân 9 như vậy, 9 dự kiến là khoảng 32 triệu. Tổng là 16 triệu này, 7 triệu, 2 triệu, 4 triệu. Và ở nhà sẽ không nhìn thấy cái số phân 1, bởi vì phân 1 là khi mà nó chạy gọi là chạy test, chạy thử nghiệm cho nội bộ IOG, input output của mô hình, nên là không chịu thị ở cái hình này. Thì cái hình này nó nói là cái hệ sinh thái của Cardano ấy sẽ ngày càng đông đảo nhờ một phần cái việc cấp vốn này. Và cái việc cấp vốn này ngày càng nhiều, ngày càng số tiền ngày càng lớn, và hạng mục cũng sẽ ngày càng nhiều lên, thì đấy cũng là cái cơ hội rất tốt cho các bạn sinh viên, các giảng viên hoặc là những người đang nghiên cứu và muốn đưa cái ý tưởng của ta lên nền tảng Catalyst, thì đây là một cơ hội nghĩ là rất thú vị cho mọi người làm. Và Tiến cùng đội nhóm cũng ở đây để đồng hành với lại các thầy các cô cùng các bạn sinh viên. Nếu các bạn có ý tưởng chúng ta cùng chia sẻ, và Tiến cũng sẽ là cùng các anh em trong đội nhóm sẽ hướng dẫn mọi người làm sao viết được cái dự án đó, hoặc là làm sao chấm điểm một cái dự án đó, để chúng ta có thể những cái ý tưởng của chúng ta, những tung lao của chúng ta được ghi nhận. Đây là cái hình thống kê trong 7 phân rồi. Chúng ta thấy từ phân 1 thì mà từ phân 2 nó là 8 ý tưởng, có tới 12, có 12 ý tưởng vốn này. Phân 3 thì có 150 ý tưởng, 21 ý tưởng vốn. Như vậy đến phân 7, phân 6 thì nó có 711 ý tưởng, thì có 151 ý tưởng công vốn. Phân 7 có 936 dự án, thì có 263 dự án công vốn. Con số này chính tỷ lệ gần 1/3 đây, chưa được 1/3. Ở Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình rất là giỏi, chúng phải nói các bạn mọi người rất là giỏi. Ở phân 7 chúng ta chỉ có 19 dự án được cấp vốn, 19 dự án nộp, nhưng chúng ta có tới 10 dự án được cấp vốn. Cái con số nó chiếm khoảng hơn 50%. Có khi đó số chung của cộng đồng này chưa đến 30%. Đó, để các thầy các cô và các bạn ấy, người Việt chúng ta có rất nhiều cái sáng tạo này. Mà rất là ý tưởng nó có giá trị, là cái số nó phản ánh bằng con số như vậy, bằng cái số liệu như vậy. Và mục tiêu của 2022 ấy, thì IOG mục tiêu là lên tới 2100 cái dự án được. Mà chúng ta thấy rằng là ở phân 8 đang diễn ra, thì ngày hôm qua cập nhật số liệu của phân 8 khoảng hơn 1000 dự án. Nếu mà bằng con số này tính dự đoán ấy, nếu chúng ta có 1100 dự án thì là nó khoảng 400 dự án là cấp vốn thôi, khoảng 400 dự án là cấp vốn, 400 dự án cấp vốn cộng với con số là đây khoảng 300 là 700 đi, chúng ta vẫn còn khoảng 700 nữa mà được đến con số 2001 ấy, là 1003 nữa cơ, 1004 nữa cơ. Để nói gì, chúng ta những người đang tham gia ở cái Zoom này, chúng ta sẽ còn có cơ hội của 1004 kìa, còn rất nhiều cơ hội của chúng ta ở đó. Quan trọng là chúng ta làm sao đấy để viết cái ý tưởng của chúng ta thành hiện thực, thành những cái dự án để nộp lên đây, để làm cho cái hệ sinh thái này nó ngày càng đông đảo. Ở đâu đó rất hy vọng là cùng đội nhóm, chúng mình đội nhóm hy vọng là gì, có thể ở phân 9 hoặc phân 10 nhìn lại cái hình này, nó sẽ nhìn thấy cái logo của Việt Nam ở đây, cái logo của Việt Nam ở đây. Đây thì nó đã nhìn thấy hai cái logo của Việt Nam ở đây, ba cái logo của Việt Nam ở đây, có Min, có Phimin. Cái slide phía sau là logo của nhóm Cardano TVN này. Cùng đội nhóm thì có sáng lập ra một cái có một cộng đồng của Cardano TVN sẽ làm mang tất cả những cái nội dung của Cardano về mặt kỹ thuật đến Việt Nam, với tất cả từ là rất ngắn gọn là Cardano TVN.io. Thì sẽ có logo này. Và tôi rất hy vọng rằng cái logo của dự án của các thầy các cô của các bạn sẽ nằm ở đâu đó trong chỗ này. Cái đấy là về cái sơ bộ về mặt hệ sinh thái. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn một chút về mặt lập trình. Lập trình. Như vậy chúng ta biết là đến dừng ở đây
Mọi người biết là trên Cardano đã có những gì rồi đúng không ạ? Đang có những cái dự án đang đánh chạy rồi, chia thành những nhóm gì rồi, và cái cơ hội của chúng ta ở đâu rồi. Chúng ta ở đâu rồi? Thế nên nó sẽ biết là với vai trò người lập trình phải làm những gì. À, cái slide này nó hơi về mặt kỹ thuật một chút cả nhà. Tuy nhiên trước khi mà slide thì nhắc muốn chia sẻ mọi người một chút là không phải lúc nào mình cũng phải biết lập trình chúng ta mới nộp được dự án trên nền tảng của Catalyst. Không, chúng ta cần có ý tưởng đâu là làm được kinh doanh, làm về một cái gì đó nó có liên quan đến các bạn đang đồng quẩy một cái phần nào được. Thì lấy một vài ví dụ cho các thầy các cô cùng các bạn sinh viên biết được, được. Ví dụ như phần 8 tiếng cùng một nhóm có là chia sẻ những cái ý tưởng như này. Chúng tôi thành lập một cái quán cà phê mà đó hàng tuần chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thông tin về Cardano, chia sẻ những thông tin về lập trình như thế nào, chia sẻ những thông tin về có những cái hệ sinh thái, có những cái nhân vật nào, có những cái dự án nào nó hay ở đó. Thì đấy cũng là một ý tưởng chúng ta sẽ nộp lên trên Catalyst được, để nó xin vốn được. Hay là chúng tôi cũng có những cái ý tưởng về chuyện là dịch thuật những cái tài liệu của Cardano sang tiếng Việt, và cái đó có thể để cho nhiều người Việt biết đến hơn. Và cái đó các bạn cũng có thể là gì nộp lên Catalyst được. Đó, nó có rất nhiều cái ý tưởng, nó không nhất thiết phải là lập trình mới làm được. Thì trong đội nhóm của mình cũng có cái lưu trữ những mẫu hồ sơ của những dự án ở từ phần 1, từ phần 2 đến phần 7. Nếu các thầy cô nào quan tâm cũng phải xem lại. Khi mà mình muốn có ý tưởng ấy, thì mình có thể nhìn lại những ý tưởng từ trước khi họ có, từ phần 2 đến phần 7 có những ý tưởng nào được cấp vốn rồi. Mình nhìn vào đó thì bằng cách nhìn vào đó thì đâu đó mọi người cũng nhìn thấy là tôi có ý tưởng như vậy, có thể là đúng hay không, có thể nộp được hay không. Thì mình nó đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo trong đầu chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại những cái hồ sơ cũ. Ok, ở cái slide này thì thêm về lập trình một chút, với lại những sẽ phù hợp hơn cho với lại người yêu thích lập trình. Khi mà nói lập trình những nền tảng Cardano thì nó nói đến gọi là viết smart contract. Viết smart contract là trên Cardano năm cái lựa chọn khác nhau. Năm lựa chọn khác nhau, đây là năm lựa chọn. 1 2 3 4 5. Rồi. Cái lựa chọn đầu tiên là viết bằng protocol rồi. Đặt lên đây. Protocol. Là thứ hai là bằng ngôn ngữ Merlot. Cardano họ cũng tính đến chuyện là không phải là làm sao đấy để cho những người không chuyên về lập trình cũng có thể viết ra được những cái smart contract. Thì lúc đấy là họ cái hợp đồng như Merlot ấy. Nếu như ở đây các thầy các cô mà ai đó đã làm tới lập trình có nghe cái từ lập trình Scratch rồi không? Ai có lập trình nghe từ lập trình Scratch rồi cho tiếng sinh số 1 trên màn hình rồi, chắc tiếng sinh số 1 với không? Chúng ta cùng nhau lên thẻm chút một. Nếu các thầy các cô, các bạn sinh viên ai mà đã nghe từ lập trình Scratch ấy, thì cho tiếng số 1 trên tóc với không? Nói về cái từ cái Scratch có vẻ rất nhiều người biết đến là cái lập trình cho những người mà không chuyên ấy, họ cầm ngôn ngữ kéo thả ấy, ngôn ngữ kéo thả. Thì với Cardano ấy có Merlot cũng là một ngôn ngữ kéo thả giúp cho những người không chuyên về tài chính cũng có thể lập trình được. Họ cũng là kéo thả phần này sang phần kia, và chỉ cần chúng ta biết được là về mặt kinh tế nó chạy như thế nào, tôi gửi tiền cho ai, khi nào là cần thực hiện hợp đồng thì chúng ta có thể dùng Merlot. Merlot nó thuần túy là kéo thả nên nó rất dễ cho những người lập trình, rất dễ cho lập trình. Và bản thân như là IOHK họ cũng đã để ra những cái ví dụ về Merlot sẵn cho mọi người rồi. Trong trang web của cardano2vn.io cũng đã có một số cái bài trẻ của những nhau anh em là trên đó về cái ngôn ngữ Merlot này. Nếu như mọi người ở đây các thầy các cô các bạn quan tâm đến việc đó thì có thể xem một ví dụ về Merlot bằng tiếng Việt trang web của Cardano2vn. Đây là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là nhóm lập trình về Grow.
Tôi nghĩ là trình này là cũng khá là đặc biệt là Grow. Hiện giờ thì Grow Cardano cũng không có lắm, không được đẩy mạnh lắm. Ngôn ngữ thứ ba là ngôn ngữ Solidity. Chúng ta nhìn lại ta thấy một cái từ rất là quen thuộc là Solidity. Tại sao có cái từ quen thuộc này? Bản thân Cardano họ sinh ra thì họ nghĩ là gì? Làm sao đấy để giải quyết được những cái vấn đề đang tồn động trên nền tảng của Ethereum. Bởi vì Ethereum nó rất nhiều cái ngôn ngữ, rất nhiều cái đoạn như đó. Mà cái tốt nhất đấy, được đấy là làm sao đấy để cái cộng đồng đang lập trình trên Ethereum họ vẫn vận hành được trên nền tảng Cardano. Chính vì thế thì Cardano cũng đã nghĩ ra một đã thiết kế ra những cái nhóm máy ảo riêng, những EVM riêng ở đây để hỗ trợ những người lập trình Ethereum chuyển sai. Các bạn hoàn toàn có thể viết được ngôn Solidity và chạy trên nền tảng Cardano được. Đó. Để kéo cái cộng đồng từ Ethereum sang bên này. Cái phần thứ ba là lập trình bằng native ELE. Cái này hỗ trợ cho em lập trình một chút. Đó. Thì có 5 cái định hướng khác nhau về lập trình. Thì ở đây thì nhỏ trên website của Cardano 2vm.io thì mọi người sẽ nhìn thấy mạnh hơn. 12 ngôn ngữ phổ biến đấy là Merlot và Putus. Merlot và Putus. Có nhiều cái gì nói thì nói nhiều hơn. Khi mà nói về lập trình ấy, thì chúng ta sẽ có cái khái niệm rất là phổ biến là smart contract là gì, hợp đồng thông minh là gì, đúng không? Cái này nếu ai đó quan tâm đến các bạn đến blockchain thì nghe được rất là nhiều. Thì bản chất của hợp đồng thông minh ấy, nó là một cái thỏa thuận số, hoặc là một cái thỏa thuận số mà có thể thực thi một cách tự động, thay vì chúng ta làm một hợp đồng, như một hợp đồng giữa anh A và anh B. Sau đó phải có một đơn vị thứ ba đứng ra xác nhận cái hợp đồng đó thì bây giờ không cần, chúng ta không cần cái đơn vị thứ ba nữa, mà cái đơn vị thứ ba bây giờ ấy, nó chính là một cái code lập trình, một cái đoạn lập trình của chúng ta. Cái đoạn lập trình này nó sẽ tự động thực thi khi mà cái điều kiện nó phù hợp. Hay là khác đi là gì, smart contract là gì, là một cái đoạn chương trình thôi, là một đoạn chương trình, như là một chương trình nó viết bằng C, viết bằng Java hoặc là viết bằng Python đó. Và cái đoạn chương trình này nó khả năng là khi mà một số điều kiện nó phù hợp, nhưng mà chạy trên nền tảng blockchain rất ngắn gọn là vậy. Ok, thế thì với việc lập trình ấy, chúng ta nghe được thông tin như vậy rồi, mình biết như vậy rồi thì nó bắt đầu từ đâu. Rất nhiều người hỏi tôi muốn lập trình, muốn học lập trình thì bắt đầu từ đâu. Thì với Cardano ấy có hai cái website rất là đầy đủ cho mọi người mà bắt đầu. Đấy là developer.cardano.org. Ở đây thì có rất nhiều thông tin về hướng dẫn lập trình từ bước bắt đầu là get started, là bắt đầu ý luôn. Đấy, mọi người khi chia sẻ mọi người cái slide này thì mọi người thích được đây. Đó, đây là website của họ. Đây là website bắt đầu từ việc là chúng ta không biết gì thì bắt đầu từ đây. Thì với những người mà cần nó không quá giỏi về tiếng Anh, chúng ta thấy một số cái từ ngữ nó hơi học thuật một chút thì chúng ta làm thế nào? Thì, cũng chia sẻ với các thầy các bạn sinh viên là Tiến cùng với anh em trong đội nhóm cũng có được một cái dự án là cấp vốn bởi chính Catalyst là gì? Dịch thuật toàn bộ cái website này của toàn bộ những cái module quan trọng của cái website này sang tiếng Việt để mọi người đọc tiếng Việt được và mọi người hiểu được. Đó thì cái website đó là cardano2vn.io. Slide về sau mọi người nhìn thấy. Ở đây ấy, trên Cardano 2vn.io mọi người sẽ nhìn thấy là lúc hệt như là developer của Cardano hệt như vậy, thì mọi người có thể vào đây để xem những video bằng tiếng Việt. Đây cũng là một cái dự án được cấp vốn từ Catalyst. Đó. Để minh chứng mọi người thấy là khi mà các thầy các cô các bạn có những ý tưởng đấy thì họ đã là nộp lên Catalyst và xin được cấp vốn. Ở đây mọi người học bao lâu,
bằng một cái ứng dụng này, lại những video đủ hơn. Đấy, đấy là những người bắt đầu, mọi người bắt đầu từ đây. Ok, phần tiếp theo đấy là cái phần tôi nói về lập trình, nói về Cardano, nói về hệ sinh thái Cardano, nói về lập trình. Chúng ta còn hai phần nữa, nhưng mà trước khi đến hai phần tiếp theo ấy, thì chúng ta dừng một chút để cho Hiệu sẽ nói về phần mini game. Chúng ta nghỉ lại một chút với mini game ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia mini game. Mini game rất là vui. Chúng ta sẽ có những phần thưởng bằng chính đồng ADA. Chính đồng ADA. Những người tham gia tích cực, những người được giải sẽ được nhận những đồng ADA. Ok, xin trở lại chuyển lại cho Hiệu làm phần tiếp theo. Hiệu có đầu đầu ông Hiệu. Ok. Rồi thì cảm ơn Tiến đã cho Hiệu share màn hình. Chắc Minh để cấp quyền cho Hiệu cái. Đây mới hot, câu hot. Được rồi Hiệu ơi. Ok. Mọi người tham gia vào sẵn website kahoot.it. kahoot.it. Rồi, xin chào các thầy và các cô, các bạn. Thì để cho cái không khí nó thoải mái hơn một chút để có thể tiếp thu được các cái kiến thức mà chúng tôi đem đến cho các thầy, các cô và các bạn, thì tôi có một cái game nhỏ nhỏ. Với cơ cấu giải thưởng như thế như trên. Thứ nhất là giải nhất trị giá là 25 ADA, giải nhì thì có giá trị là 15 ADA, giải ba có giá trị 10 ADA. Thì với các bạn mà sẽ được những cái giải này thì bạn sẽ tạo một cái ví trên cái nền tảng Android được cài trên điện thoại hoặc trên máy tính, thì liên hệ với chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn để làm một cái phần thưởng tuy nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà có một thứ cái để mà các bạn có thể tiếp cận với cái nền tảng Cardano, và hôm nay chính những cái ví đấy có thể đăng nhập vào tạo tài khoản trên Cardano ID Scale để có thể là làm CA hay là lộp các dự án. Và thì các bạn có thể chuẩn bị là vào dùng một, nếu mà bạn dùng máy tính và điện thoại thì có hai thiết bị thì tốt. Thì thứ nhất là máy tính thì bạn có thể nhìn các câu hỏi và các đáp án, điện thoại thì sẽ trả lời các câu hỏi đấy. Các bạn vào cái trang web là kahoot.it để chuẩn bị. Thì với cái trò chơi như này thì sẽ đưa ra các câu hỏi và nó sẽ có bốn cái đáp án các bạn cần phải chọn. Khi mà các bạn mở cái trình duyệt với cái đường link là kahoot.it thì sẽ có các phần đáp án tương ứng với cả cái bốn cái hình tam giác cân, hình thoi, hình tròn và hình vuông, tương ứng với bốn màu. Thì tương ứng ở đấy là bốn cái đáp án sẽ hiện lên trên màn hình. Các bạn chọn từng màu của các đáp án đó. Rồi thì tiếp đây thì tôi sẽ vào cái Kahoot, thì các bạn cũng vào cái trang kahoot.id và các bạn sẽ thấy rằng là có một cái mã gọi là pin code sẽ hiện trên màn hình. Và các bạn sẽ vào đó, có cái tên
cái pin vào trước, sau đấy đến gõ cái tên của các bạn để sau này các bạn sẽ nhắn tin cho chúng tôi để xác thực cái việc đấy và để chuyển địa chỉ ví chúng tôi để tôi chuyển lại. Đây với cái pin là như này 29497434. Đấy thì các bạn sẽ gõ cái pin này vào cái trình duyệt để đăng nhập vào và với một cái tên. Ok rồi, Kha Kha chào các bạn, chào bạn Kha Kha, chào bạn Huy, chào bạn Đình Trung. Cái phần mini game này có tất cả là 7 câu hỏi để chúng ta tham gia. Mời tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên tham gia cho nó vui. Các câu hỏi ra trong các cái bài giảng từ hôm trước và hôm nay rất đơn giản thôi. Nó có các cái 4 cái ý đáp án đấy rồi, nhưng mà chỉ việc chọn tích vào một trong 4 cái đáp án đó thôi.